tố các nguyên nhân nào khác mà nó dẫn đến cái tình trạng là cái dịch ở trong các cái tạng này nó chảy ở trong sông bụng thì nó sẽ gây kích ứng và gây viêm phúc mạc. Thì bốn hệ thống cơ quan đó gồm có hệ thống ống tiêu hóa, thì chúng ta biết là từ ống tiêu hóa là từ tâm vị thực quản, dạ dày, tá tràng, thống tràng, hồi tràng đến ống hậu môn, hệ thống thứ nhất. Hệ thống thứ hai đó là gan mật tụy. Thì gan mật tụy là một trong những cái cơ quan tiêu hóa góp phần trong cái tiêu hóa thức ăn và chuyển hóa, đồng thời cũng là một trong những cái các cái cơ quan giúp cho chúng ta xây dựng, nó là cơ quan nội tiết và ngoại tiết để giúp cho cơ thể chúng ta tiêu hóa thức ăn và xây dựng hệ thống miễn dịch. Nói chung và cái nhóm cơ quan thứ ba đó là hệ thống tiết niệu, thì gồm có thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo, vân vân. Thì những cái cơ quan đó nó làm cái nhiệm vụ là bài tiết nước tiểu, đồng thời nó cũng tham gia vào nội tiết, vân vân. Và cuối cùng đó là cái hệ thống của tử cung buồng trứng đối với nữ. Thì trong bốn cái cơ quan này, khi mà chúng ta do bệnh lý tổn thương mà các dịch chất bên trong nó chảy ra trong sông bụng thì nó sẽ gây viêm phúc mạc. Như vậy thì những cái dịch chất nào mà nó có thể chảy vào trong sông bụng? Đầu tiên thì do bệnh lý hoặc là chấn thương, ví dụ như là máu. Máu là do chấn thương bụng, rồi gây vỡ gan, rồi vỡ mạch máu, vỡ lách, vỡ thận, vân vân, thì nó chảy máu vào trong sông bụng. Đó là dịch thứ nhất. Thứ hai đó là nước tiểu. Thì nước tiểu là một cái thành phần nó chứa amon hay là amiac, thì nó sẽ chảy vào trong sông bụng khi mà có bệnh lý hoặc chấn thương, nó gây kích ứng và gây viêm phúc mạc. Nhóm thứ ba đó là dịch ruột giảm mạc trong các cái bệnh lý viêm ruột thừa, thủng dạ dày, viêm phúc mạc mật, vân vân. Thì tất cả những cái dịch chất mà nó chảy vào ở trong sông bụng gây kích ứng phúc mạc, gây viêm phúc mạc. Và cái dịch chất thứ tư đó là dịch mật. Đặc biệt đối với dịch mật thì nó mang đến chất là axit mật và muối mật, cho nên nó kích ứng phúc mạc rất nhanh. Và trong đó thì mật và tụy, dịch tụy thì nó gây kích ứng phúc mạc qua cái cơ chế là phá hủy của các men trypsin. Và cái vấn đề dịch thứ năm đó là axit lactic của dạ dày trong bệnh lý của lũng dạ dày. Nói tóm lại, tôi xếp các cái dịch chất mà nó kích ứng phúc mạc mang tính chất là từ nhẹ nhất là máu đến nặng nhất hay là kích thích nhanh nhất, đó là dịch dạ dày. Nó có ý nghĩa là khi mà mình hiểu được cái dịch chất này đó, thì có ý nghĩa là nó giúp cho chúng ta phân biệt được theo cái thời gian kích ứng phúc mạc, hay nói tóm lại là nó dẫn đến cái tình trạng viêm phúc mạc nhanh hay là chậm. Và những cái trường hợp nhanh thì nó sẽ có những cái dấu hiệu mang tính điển hình nhanh chóng sau khi mà nó có biến chứng. Và do nó có nhiều cái nhóm nguyên nhân khác nhau như vậy, thì để mà chẩn đoán sớm và điều trị nhanh đó, thì kịp thời đó, thì cái kết quả nó sẽ tốt. Thì chúng ta biết rằng đối với cái lá phúc mạc thì chúng ta, mỗi người của chúng ta, cơ thể của chúng ta nó bao trùm gồm có phúc mạc thành và phúc mạc tạng, hay là phúc mạc mà nó bao hết tất cả những cái tạng ở trong sông bụng, giữa lá thành và lá tạng. Và cái lá phúc mạc này thì nó có một cái diện tích tương ứng với cái diện tích da của mỗi cơ thể, tức là khoảng tương ứng với khoảng 2 mét vuông. Và cái kết quả của nó là gì? Về mặt cái cấu trúc, về vi phẫu, thì lá phúc mạc nó gồm có những cái đầu mút thần kinh cảm nhận cảm giác. Và những cái đầu mút thần kinh này nó ghi nhận những cảm giác để khi mà chúng ta thăm khám hay là khi mà cơ quan nó đau, nó biểu hiện lên các cái trung tâm, ví dụ như là trung tâm những cái đám rối, ví dụ như là những cái đám rối dương, những cái đám rối hạ vị, hoặc là trung tâm bết, vân vân, để mà nó sẽ gây ra những cái dấu hiệu cơ năng đầu tiên hay là những dấu hiệu đau để mà bệnh nhân biết được. Và với những cái đầu mối thần kinh cảm nhận cảm giác này, nó đồng thời nó cũng làm cho người bệnh
là bệnh nhân có cảm nhận được những dấu hiệu này qua các cái triệu chứng cơ năng. Đồng thời khi mà chúng ta thăm khám thì những cái hệ thống thần kinh này nó cũng báo động cho chúng ta biết rằng những cái điểm đó là những cái điểm đau trong khi lúc mà chúng ta thăm khám. Thì qua cái bài thăm khám bụng thì thầy sẽ nói rõ về cái chủ đề này. Nếu mà trong viêm phúc mạc mà chúng ta chẩn đoán muộn không kịp thời thì nó dẫn đến tử vong và hậu quả rất là nặng nề. Tuy nhiên là đối với viêm phúc mạc là nó xảy ra ở tất cả các cái hệ thống bệnh, hệ thống cơ quan trong xương bụng. Do vậy thì nó không có một cái nguyên tắc điều trị nào nhất quán cho mỗi cho bệnh cảnh của viêm phúc mạc, mà nó tùy theo cái nhóm cơ quan, nhóm nguyên nhân gây dẫn đến viêm phúc mạc mà chúng ta có một cái kỹ thuật hay là phẫu thuật hay là hồi sức điều trị khác nhau. Và viêm phúc mạc là một cái bệnh rất là nặng nề, giờ rất là dễ bỏ sót tổn thương, rất là dễ làm cho cái diễn biến của bệnh nặng nề hơn nếu mà chúng ta hiểu được về cái vai trò của lá phúc mạc. Ngoài cái yếu tố thần kinh thì cái lá phúc mạc nó còn có một cái nhiệm vụ nữa, đó là nó sẽ có những xen lẻ xen kẽ với những cái đầu mút thần kinh cảm nhận cảm giác đó, thì nó có những cái lỗ của lá phúc mạc, nó có những cái lỗ li ti. Những cái lỗ này nó có đường kính khoảng từ 90 micron trong thôi, cho nên nó tức là 1/1000000 mm, tức là do đó nó có cái thể nó hấp thu được những cái dịch chất là bình thường, nhưng mà không hấp thu được những cái chất mà có khối lượng phân tử lớn hơn 40.000. Do vậy khi mà cái lá phúc mạc mà nó hấp thu thì các em tưởng tượng rằng khi mà nó hấp thu thì các cái dịch chất như gây viêm phúc mạc đó nó sẽ được hấp thu vào trong cơ thể. Mà khi hấp thu vào cơ thể thì hấp thu vào rồi là qua lá phúc mạc, và từ lá phúc mạc đó nó sẽ đi vào cái hệ thống bạch huyết và nó đổ về hệ thống bạch huyết ngực và đổ vào tim. Hay nó tóm lại là nó đổ vào toàn bộ cái những độc chất, những vi khuẩn, tất cả những thứ mà nó có hấp thu được đó, thì nó đổ vào trong cái hệ thống đại tuần hoàn, và từ đó nè những độc chất đó nó sẽ lây lan hay là nó đi xâm nhập đến tất cả các cái cơ quan trong cơ thể. Và chính vì vậy thì khi mà nó hấp thu thì nó sẽ gây ra nhiễm trùng nhiễm độc rất là nặng cho cơ thể của mỗi người bệnh. Và trở lại cái vấn đề của chúng ta, đó là những cái mang tính chất là gọi là cơ sở. Trong cái bài thì thầy đã cắt hết tất cả những cái phần của giải phẫu học, vi thể, đại thể hoặc là chức năng của một số các cái trong cái bài đó thì thầy đã cắt ra bớt, tức là theo cái tiêu chí của nhà trường đó thì dạy một tiết thì chúng ta bỏ bớt cái này, và các em có thể đọc thêm, nhớ lại, ôn lại giải phẫu học, sinh lý bệnh mà và tất cả những vấn đề nó có liên quan. Thì qua cái bài này thì ôn lại một phần những cái dịch cái vấn đề đó. Cái sinh lý phúc mạc thì nó tóm lại là nó có chức năng cơ học để nó giữ các tạng lại ở những vị trí nhất định, chức năng bảo vệ là nó tạo cái hàng rào, tạo cái sức tập trung lại những cái khu trú lại những cái dịch mủ da mạc mà do các tạng nó gây ra. Về với chức năng trao đổi chất thì nó có hai cái loại lỗ 90 microgram trong khối lượng 1000 đi qua dưới 1000 và 7000. Ngoài ra thì nó cũng có những cái thành phần của nó thì nó cũng có những cái dịch chất mà mang tính chất là protein, đó là những cái dịch mà nó có chứa các cái đại thực bào để giúp cho cái lá phúc mạc nó bảo vệ xương bụng. Khả năng hấp thu thì nó đi qua cái gì, hệ thống này nó qua keo như nãy thầy nói, và khả năng bài xuất nghĩa là người ta có thể sử dụng cái áp lực thẩm thấu đối với các cái dịch chất đổ vào trong xương bụng để nó kéo ra những cái thành phần độc chất mà do cơ thể chúng ta bị suy các cơ quan dẫn đến, nó là cái những cái độc chất trong cơ thể nó cao, ví dụ như là
ngày nay thì cái khả năng này người ta ứng dụng vào trong thẩm phân hút mạch. Thẩm phân hút mạch tức là nó đưa cái dịch sabiton vào để mà nó rút các cái ure ra, ure trong máu trong những trường hợp suy thận vân vân. Alo, để mà nói về cái phân loại của viêm phúc mạc thì chúng ta phải hiểu có hai cái nhóm mà chúng ta cần phải biết. Trước tiên đó là đối với viêm phúc mạc thì chúng ta phải hiểu rằng viêm phúc mạc nguyên phát và viêm phúc mạc thứ phát. Như vậy viêm phúc mạc nguyên phát là gì? Nhưng viêm mạch nguyên phát là những cái viêm phúc mạc mà do vi khuẩn đó. Tất cả những cái loại vi khuẩn, vi trùng, nói chung ký sinh trùng vân vân thì nó xâm nhập vào cơ thể qua đường máu, nó gọi là viêm phúc mạc nguyên phát. Còn viêm phúc mạc thứ phát là viêm phúc mạc mà do tổn thương, bệnh lý, do chấn thương vân vân các tạng như hồi nãy thầy nói đó, tức là các thành phần dịch chất ở bên trong xoang bụng. Do các tạng nó vỡ, nó bể, nó thủng, nó chảy vào trong xoang bụng thì nó sẽ kích ứng phúc mạc, gây viêm phúc mạc. Và chính vì vậy thì đối với viêm phúc mạc thì chúng ta có bốn cái hệ thống nãy thầy nói rồi, và bốn hệ thống đó nó tùy thuộc vào các tác nhân gây bệnh này. Tác nhân gây bệnh có thể là chất hóa học, có thể là vi khuẩn, có thể là dịch mật, dịch tụy hay là vân vân. Thì tất cả những cái tác nhân mà gây bệnh mang tính chất là viêm phúc mạc, kích ứng phúc mạc, như nó là từ máu đến nước tiểu đến dịch ruột đến dịch tụy, dịch mật, dịch dạ dày vân vân, thì tất cả những tác nhân này dẫn đến viêm phúc mạc thì người ta gọi đây là viêm phúc mạc thứ phát. Đây là một số những cái nhóm theo nguyên nhân như thầy nói đó, đó là vi khuẩn rồi một số các cái dịch khác của cái hệ thống tiêu hóa, gan mật, rồi sinh dục, rồi do chấn thương, kích thương, do phẫu thuật hay là một số các cái hệ thống của các cơ quan của xương bụng. Và phân loại theo diễn tiến thì chúng ta có cấp tính xảy ra trong ngay tức khắc, ví dụ như trong thủng dạ dày. Đó là một kích ứng ban đầu của axit lactic của dịch dạ dày, hoặc là một vài giờ, 1 giờ 3 giờ trong viêm phúc mạc do mật, do dịch ruột, hoặc là nhiều hơn nữa, có thể 8 giờ, 12 giờ do cái dịch nó là nước tiểu ví dụ vậy, hoặc là máu thì nó cũng kéo dài hơn nữa. Máu mà khi mà khối lượng máu nó chảy vào trong xoang bụng với khối lượng lớn, vài ba lít máu trong xoang bụng thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng viêm phúc mạc do sự căng giãn của lá phúc mạc, do cái khối lượng máu nó chứa, bởi vì máu là một cái nội mô hay là cái dung dịch của cơ thể. Rồi viêm phúc mạc mãn tính là viêm phúc mạc xảy ra nhiều tháng nhiều năm, thường đây là những cái viêm phúc mạc mang tính chất điều trị nội khoa, ví dụ viêm phúc mạc do lao, viêm phúc mạc cấp bọc, viêm phúc mạc dính, hay là một số viêm phúc mạc do siêu vi vân vân. Thì đây là những cái trường hợp mà viêm phúc mạc người ta gọi là mãn tính. Và chúng ta ngoại khoa thì trong bài này thì tôi chỉ nói đến cái viêm phúc mạc cấp tính. Theo diện tổn thương thì phân loại theo diện tổn thương thì viêm mạch có thể là toàn thể, tức là trong xoang bụng của chúng ta 2 mét vuông thì người ta tính là 100% diện tích là 2 mét vuông. Và nếu mà cái số lượng diện tích mà nó ít, nó nhỏ hơn thì mang tính chất là tương ứng với sự hấp thu của những dịch chất này vào trong xoang bụng và trong cái hệ thống tuần hoàn. Và từ đó thì người trên lâm sàng thì người ta chia viêm phúc mạc toàn thể. Và định nghĩa viêm phúc mạc toàn thể là gì? Viêm phúc mạc toàn thể là viêm phúc mạc mà cái diện các cái dịch chất bên trong xương bụng nó nhiều hơn cái vị trí, hơn một lần của một cái vị trí của cái tạng tổn thương đó. Tôi nói ví dụ như là bây giờ viêm ruột thừa mà nó vỡ ra, nhưng mà nó vỡ ra nó còn nằm ở hố chân phải hay nằm ở hố bên càng, hay được các tạng nó bọc lại như áp xe ruột thừa thì người ta gọi là nó là một cái viêm phúc mạc không trú. Còn đối với những trường hợp mà viêm phúc mạc nó vỡ ra
và nó tràn ra một cái vị trí thứ hai, ví dụ như xuống đục la nó tràn lên giữa các quả đục non hoặc là nó tràn lên tầng dưới của đại mặt cho đại tràng nhang, thì nó gọi là viêm phúc mạc toàn thể. Và tùy theo viêm phúc mạc toàn thể, cái diện tích hay là cái độ lan rộng của lá của bệnh lý viêm phúc mạc đó nó rộng ra hơn bao nhiêu, người ta tính theo cái tỷ lệ phần trăm diện tích. Bởi vì sao? Cái tỷ lệ phần trăm của diện tích của lá phúc mạc đó là cái tỷ lệ hấp thu của các dịch chất này qua các lỗ li ti như nãy thầy nói, thì nó là một trong những cái diện tích có tỷ lệ thuận với cái khả năng hấp thu của lá phúc mạc. Và do vậy thì viêm phúc mạc thì người ta có thể đứng đánh giá trên lâm sàng thể nhẹ, tức là những cái thể mà viêm phúc mạc khu trú. Còn thể trung bình thì viêm phúc mạc nó có diện tích trên là trên và dưới 50%, tức là cái khả năng hấp thu nó nhiều dịch chất. Còn nếu mà viêm phúc mạc thể nặng hay là viêm phúc mạc thời gian lâu và cái diện tích mà lá phúc mạc bị viêm nó trải rộng ra khắp toàn bộ cái lá phúc mạc, hay mũ nó tràn lên trên mặt trên của mặt trên đại tràng ngang đến cái hoành vân vân, thì đó là những cái viêm phúc mạc thể nặng. Thì dưới 50% khu trú thì nó khoảng chừng 25-30%, nó nằm ở một cái vùng nào đó của cái diện tích phúc mạc. Còn trên 50% thì nó là thể trung bình, và trên 50% là viêm phúc mạc thể nặng. Về hội chứng viêm phúc mạc thì chúng ta có ba cái triệu chứng cơ năng cơ bản, đó là đau bụng. Đau bụng là một trong những cái trường hợp mà nó có thể biểu hiện lâm sàng sớm và nhanh trong bất cứ viêm phúc mạc nào. Tôi nói ví dụ như là một cái viêm phúc mạc do ruột thừa hay viêm phúc mạc dạ dày hay là viêm phúc mạc mật, thì cái cơn đau bụng này nó xảy ra mang tính chất đó là có một cái bệnh sử trước đây, bệnh nhân đã đau nhiều ngày hay là một giờ, nhiều giờ hay là nhiều ngày như hồi nãy cái định nghĩa, thì cái này nó sẽ xuất hiện một cách đột ngột, ví dụ trong thủng dạ dày hoặc là trong cái ruột thừa viêm nó 2-3 ngày nay rồi nó viêm, nó mưng mủ rồi bây giờ nó vỡ ra bên ngoài, thì nó gây ra những cái cơn đau, đặc biệt là đau nhói, đau tăng lên hay hoặc là đau dữ dội trong thủng dạ dày, hoặc là đau tăng lên trong viêm phúc mạc, hoặc là đau một cách đột ngột trong thủng hồi tràng, vân vân. Thì cái đau bụng này là một trong những cái dấu hiệu biểu hiện của một cái bệnh sử mà đã trên cái nền cơ sở của đau và bắt đầu nó đau tăng dần hay là đau dữ dội hay là nó đau đột ngột dẫn đến cái tình trạng bệnh cảnh của một cái viêm phúc mạc hay là một bệnh lý viêm phúc mạc trong sông bụng. Nó nói thường thì có do cái kích thích phúc mạc, khi mà thầy nói là khi một cái dịch chất mà nó tràn ra phúc mạc thì nó kích ứng phúc mạc, và kích ứng phúc mạc này nó qua cái hệ thống của thần kinh hướng tâm, hay là chúng ta biết rằng những đầu mút thần kinh cảm nhận cảm giác này thì đều được chi phối bởi cái hệ thống thần kinh giữa hai cái hệ thống thần kinh trong các cái tạng trong sông bụng, đó là hệ thống thần kinh giao cảm và đối vô cảm. Đối vô cảm hay là phó vô cảm, đây là một trong những cái hệ thống mang tính chất là tích lũy hay là nó dự trữ để mà nó là cái trung gian chi phối cái cảm nhận đau và các cái cảm nhận khác. Tôi nói ví dụ như là hệ thống thần kinh 10, hệ thống thần kinh phế vị, nó chi phối hoạt động vận động ở tất cả các tạng. Và ngược lại chúng ta có hệ thống đối vô cảm hay là hệ thống phối vô cảm, thì hệ thống này, hệ thống phối vô cảm thì nó qua các cái trung tâm bớt hoặc là các cái đám rối dương ở thượng vị, cho nên hoặc là đám rối hạ vị vân vân. Thì với những cái hệ thống thần kinh đối với cảm như vậy thì nó sẽ làm cho kích thích, dưới sự kích thích phúc mạc thì qua đó thì giữa cái mất cân bằng giữa cái hệ thống chi phối thần kinh giao cảm và đối giao cảm tạo ra những cái kích thích gây ra những cái dấu hiệu đau bụng, những triệu chứng cơ năng là đau bụng, và nó kích thích phúc mạc thông qua cái hệ thống làm phó giao cảm
để rồi cuối cùng nó kích thích các cái quay ruột, gây ra cái biểu hiện hay là gây ra cái triệu chứng là nôn ói. Tuy nhiên nôn thì nó không có nhiều, nôn thường là nôn khan, nôn do kích thích, nôn khan không có cái dịch chất gì, có cảm giác buồn nôn nhiều hơn là nôn. Bí trung tiện thường là triệu chứng thứ ba, đó là bí trung tiện thường là gặp trong những bệnh nhân đến trễ đến muộn đó, tức là sau khi mà viêm phúc mạc đã diễn ra kéo dài, sự kích thích và dẫn đến cái tình trạng liệt ruột, dẫn đến cái tình trạng kích thích các cái hệ thống thần kinh đối với cảm, làm cho các cái quay ruột nó liệt, nó giãn ra, nó mất nhu động đi. Đó là những cái trường hợp mà dẫn đến mất nhu động của các cái quay ruột, và đồng thời làm cho bệnh nhân các quay ruột chướng lên, ứ động dịch, và bệnh nhân bị không có thực hiện được, tức là mất nhu động. Về thực thể thì chúng ta nhìn người ta thấy bụng chướng, nếu mà bệnh nhân viêm phúc mạc đến trễ thì chướng đều cân đối, thường là chướng bụng dưới, có nghĩa là gì? Đó là chướng các cái quai ruột non, chướng các cái tạng mà tạng rỗng là chính. Dấu hiệu thứ ba đó là co cứng thành bụng, và dấu hiệu cảm ứng phúc mạc. Khi mà thăm khám thì chúng ta thấy là cái dấu hiệu co cứng thành bụng thì có thể xảy ra, co cứng thành bụng có thể xảy ra là do cái gì? Do trong cái quá trình kích ứng phúc mạc, do viêm phúc mạc, đặc biệt là đối với những cái dấu hiệu của tạng nó đau, thì lúc nào cái cơ thể của mỗi cái con người thì nó cũng mang tính chất đó làm bảo vệ, hay là để mà qua cái cung phản xạ đau làm cho bệnh nhân đau nhiều quá, mà đau nhiều quá thì qua cung phản xạ đau đó thì người bệnh sẽ chống lại cái chuyện mà khi mà chúng ta thăm khám trên sùng bụng, làm cho các cái cơ bụng nó phải co lại, nó chống đối lại cái thành bụng, nó sẽ chống đối lại cái tay của người bác sĩ khám bệnh. Ví dụ như là trong một cái viêm phúc mạc do thủng dạ dày, thì chúng ta thấy rằng khi mà axit lactic nó kích ứng phúc mạc co thì nó gây ra cái dấu hiệu gì? Đó là cái triệu chứng cơ năng là đau đột ngột dữ dội, nó vùng thượng vị, rồi sau đó thì bụng gồng cứng như gỗ, đó là dấu hiệu đặc trưng điển hình của viêm phúc mạc cái thủng như vậy. Còn có cứng thành bụng ở đây có rất là nhiều mức độ khác nhau, ví dụ như là một cái tạng sưng viêm vỡ mủ, ví dụ như ruột thừa, thì khi mà chúng ta thăm khám ở trong bình cảnh của một cái viêm phúc mạc khu trú do ruột thừa, thì đa phần các bạn 80% những trường hợp chúng ta sờ vào hố chậu phải thì sự co cơ của cái người bệnh đó, co cơ lại để nó chống đối lại cái tay khám của chúng ta, hay gọi là dấu hiệu co cứng thành bụng. Và dấu hiệu cảm ứng phúc mạc. Cảm ứng phúc mạc là cảm nhận phúc mạc, thì trở lại cái vấn đề của chúng ta là những cái sợi thần kinh cảm nhận cảm giác của lớp phúc mạc có gồm có phúc mạc thành, phúc mạc tạng, thì những sợi thần kinh này nó được khi mà nó những đồng mối thần kinh này nó bị viêm nhiễm, nó bị kích ứng bởi các dịch chất mà nãy giờ chúng ta đã nói, thì qua cái sự viêm phù nề và gây ra cái nó sẽ dẫn truyền những đồng mối thần kinh này, nó sẽ dẫn truyền những cái cảm nhận cảm giác đau đó qua các synapse thần kinh. Và những sợi synapse thần kinh này là những sợi synapse thần kinh hướng tâm, có nghĩa là những cái sợi những cái luồng vận động cảm nhận cảm giác nó chuyển từ những đầu mối thần kinh này đến sừng sao tủy sống, và từ sừng sao tủy sống nó mới nhận về hạ đồi tuyến yên, và từ hạ đồi tuyến yên nó sẽ chuyển đến vỏ não. Và chính sự vận chuyển từ các cái đầu mối thần kinh cảm nhận cảm giác đau đến vỏ não, và từ vỏ não đó nó mới phân tích ra là đây là cái đau ở bên trong xoang bụng, đau ở các tạng, và từ đó nó tạo ra một cái phản ứng, hay là phản ứng ngược lại, phản ứng ngược lại đối với sự biểu hiện của mỗi bệnh nhân trên thành bụng, nó gọi là dấu hiệu cảm ứng, cảm nhận cảm ứng. Và nói chung là sự biểu hiện này người ta gọi là dấu hiệu cung phản xạ đau. Và từ đó thì cái dấu hiệu cảm ứng phúc mạc được chúng ta phát hiện bằng cách là
Khi mà chúng ta sử dụng cái thăm khám bụng và chúng ta cố gắng ấn trên thành bụng thì bệnh nhân có cảm giác là rất là đau, nhưng mà đau không bằng, đau ít. Tuy nhiên khi càng ấn vào thì các lớp của thành bụng nó bị lõm vào, và trong đó có lá phúc mạc ở trong xoang bụng nó bị viêm đó, nó bị những đầu mối thần kinh nó bị sưng viêm đó, nó giãn ra. Và khi mà chúng ta làm cái dấu hiệu cảm ứng phúc mạc đó, mà chúng ta sử dụng một ngón tay ấn lên thành bụng thì cái lá phúc mạc bị giãn ra. Giãn ra tức có nghĩa là những đầu mối thần kinh cảm nhận, cảm giác nó giãn ra. Khi mà chúng ta buông tay lên một cách đột ngột làm cho bệnh nhân co cái cơ thành bụng lại để mà chống đối, có nghĩa là những đầu mối thần kinh này nó sẽ va chạm vào nhau làm cho bệnh nhân tăng lên cái cảm giác đau, tăng lên cảm giác đau một cách đột ngột và qua cung thẳng xa đau, làm cho bệnh nhân là ngưng thở hoặc là nín thở hoặc là nghiêng người, hoặc là bệnh nhân phải co người lại để mà đỡ đau hơn, thì người ta gọi là dấu hiệu cảm ứng phúc mạc dương tính. Thì sự cảm ứng phúc mạc hay là co cứng nó sẽ thể hiện tùy theo bệnh nhân đến sớm hay muộn. Bệnh nhân càng trẻ, đặc biệt là phụ nữ thì cảm ứng nó nhiều hơn. Thì khi mà chúng ta thực hiện cái dấu hiệu cảm ứng phúc mạc thì theo đối tượng thì nó có thể là biểu hiện cái dấu hiệu này nó nhanh, nó nhiều hay ít. Cái triệu chứng thực thể kế tiếp đó là khi mà chúng ta thăm khám bụng ngoài dấu hiệu cảm ứng phúc mạc thì chúng ta thực hiện cái dấu hiệu là gõ. Thường thì chúng ta gõ để làm gì? Gõ để chứng minh được rằng các cái dấu hiệu của liệt ruột, chướng bụng hay là những cái giãn các cái quai ruột to ra làm cái bụng trước căng đều, thì cái phần trên thì chúng ta sẽ gõ thì nghe tiếng vang do các cái không khí và sự giãn hơi hơi nhiều trong các quai ruột làm cho các quai ruột nó giãn ra thì chúng ta gõ vang. Còn nếu mà chúng ta gõ phần trên thường là vang, còn nếu mà viêm phúc mạc thì cái lượng dịch nó nhiều thì nó sẽ tràn ngập ra khắp xoang bụng, thì chúng ta sẽ khi mà bệnh nhân nằm ngửa thì cái dịch chất này nó nằm ở bên dưới phần dưới của cái phần trên là hơi, do vậy thì chúng ta sẽ phát hiện ra cái vùng nhỏ đục ở vùng thấp hay là cái vùng mà nó chứa dịch, thì đây cũng có ý nghĩa rất là lớn. Tuy nhiên cái gõ đục vùng thấp thì thường thì các em thăm khám trong viêm phúc mạc mà mới hay là viêm mặt trú thì chúng ta không thể hiện rõ cái dấu hiệu này, mà chỉ có những trường hợp là dịch là máu, là nước tiểu hay là một số những cái trường hợp viêm phúc mạc họ đến muộn thì cái lượng dịch nó nhiều, thì lúc đó thì chúng ta mới gõ được cái bụng đục nó rõ hơn và nó có giá trị trong cái chuyện gõ hay là cái dấu hiệu gõ đục. Tuy nhiên thật ra thì dấu hiệu gõ vang hay là gõ đục thì thường nó ít có giá trị trong cái công tác chẩn đoán của bệnh cảnh viêm phúc mạc. Và cái dấu hiệu thứ năm đó là dấu hiệu mất cái tiếng réo ruột hay là mất âm ruột, do biết dung nghe tiện cho nên không có sóng nhu động, và không có nhu động thì khi mà chúng ta nghe thì chúng ta sẽ không nghe được tiếng nhu động ruột hay là tiếng réo ruột, là tiếng di chuyển của dịch qua một cái chỗ tắc, người di chuyển của dịch trong một cái lồng hơi, trong một cái ống tiêu hóa có chứa nhiều hơi, thì lúc đó chúng ta không nghe được cái tiếng nhu động ruột. Và thâm trực tràng âm đạo là một trong những cái triệu chứng rất là quan trọng, và đây cũng là một trong những cái thủ thuật mà các em cũng đã học được trong cái phần kỹ năng thâm trực tràng. Thì trong cái phần này về các em sẽ ôn lại cái phần kỹ năng khi đi lâm sàng. Thì chúng ta thâm trực tràng gồm có các bước nhìn rồi là thâm, rồi tư thế bệnh nhân, rồi là tư thế thầy thuốc, rồi tư thế là những cái dụng cụ, những phương tiện chúng ta cần chuẩn bị. Và chúng ta cũng phải thâm trực tràng âm đạo đối với nguyên tắc trong cái thăm khám âm đạo trực tràng của Bộ Y tế, đó là chúng ta thăm khám ít nhất cũng phải có hiện diện của ít nhất là hai người.
hai người, tức là một bác sĩ với một điều dưỡng. Thường thì cái đó là quy định. Và khi mà thăm khám trực tràng như vậy thì chúng ta cũng phải có cái giường thăm khám nè, rồi chúng ta có dụng cụ nè, rồi tư thế người bệnh vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề đó. Và ý nghĩa của thăm trực tràng là để chúng ta phát hiện được cái gì trong bình cảnh viêm phúc mạc. Thì thông thường thì những người mà mập hay là viêm phúc mạc khu trú hay là viêm phúc mạc ở vùng tiểu khung thì những người mập thành bụng dày thì khi mà thăm khám ở thành bụng thì chúng ta thường không phát hiện được cái dấu hiệu phúc mạc, nó nhỏ nó ít, nó tế nhị, nó nằm ở vùng sâu thì chúng ta khám thành bụng trước thì không thấy. Tuy nhiên một số những quy định cho những cái viêm phúc mạc ở tiểu khung, những cái dịch mà nó nằm thấp ở cái phần hạ vị, dưới bệnh béo phì, thành bụng dày thì rất là khó khám cái dấu hiệu cảm ứng mà. Thì thăm trực tràng là một trong những cái chỉ định bắt buộc. Và thăm trực tràng nó thể hiện bằng cái gì? Khi mà chúng ta thăm khám trực tràng thì chúng ta sẽ, mục tiêu của chúng ta là gì? Là để nhìn để biết được cái dấu hiệu của viêm phúc mạc mà có sự tụ động dịch áp xe mủ nó nằm ở dưới đục lăng. Hay nói chung là khi mà thăm trực tràng thì chúng ta thăm khám theo quy định hay theo cái quy trình hay là theo các cái bước trong các cái kỹ thuật thăm khám thì chúng ta sẽ thăm khám được cái gì. Thường thì chúng ta thăm trực tràng trong bệnh cảnh viêm phúc mạc thì chúng ta sẽ thấy được cái cuối cùng đục lăng nó phồng, kể cả cuối cùng phải và trái, ít nhiều, có thể nhiều á thì nó cả hai cuối cùng phải và trái, và bệnh nhân cái cuối cùng này nó phồng lên ấn vào nó rất là đau, nó gọi là tiên triêu đục lăng. Trong ổ bụng là một trong những cái mà rất ít làm, và thực hiện cái chọc vào ổ bụng khi mà chúng ta cần thiết, hay là trong cái thiếu phương tiện trong cái chẩn đoán, hoặc là một số những cái vấn đề mà liên quan đến những cái công tác chẩn đoán khó khăn, thì thường thì chọc vào. Tuy nhiên hiện nay thì có những phương tiện cận lâm sàng, chúng ta siêu âm, CT, vân vân, và thậm chí là nội soi trong chẩn đoán để giúp cho chúng ta chẩn đoán những cái bệnh lý. Do vậy thì chọc vào ổ bụng hiện nay cũng rất là ít thực hiện. Và khi mà chụp giò thì chúng ta làm một số các xét nghiệm về vi trùng học, về sinh hóa của các dịch ở trong đó vân vân, thì nó có ý nghĩa trong cái công tác xác định chẩn đoán. Ví dụ như ta chọc ra nó có dịch đục mủ da mạc thì chúng ta nghĩ đến dịch ruột. Tuy nhiên khi mà viêm phúc mạc mà bụng trướng là các bạn dịch chọc vào trong xoang bụng thì chúng ta cũng có thể chọc vào các quai ruột, hút các dịch ruột ra, vân vân. Thì cái này cũng là, cho nên nó là cái có những cái tai biến, có những cái giá trị âm tính giả, cho nên dương tính giả, cho nên đó là khi mà chúng ta hạn chế, cho nên chúng ta hạn chế chọc hút là như thế. Và khi mà hút ra dịch thì chúng ta có thể là thấy được cái gì, dịch có thể là máu, dịch có thể là nước tiểu, dịch có thể là dịch ruột, dịch có thể là dịch mật, vân vân. Thì tất cả những cái dịch này thì chúng ta cũng phải qua những cái nhìn rồi ngửi rồi là mới đi làm các cái xét nghiệm. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy màu đỏ, màu xanh thì đây là dịch mật hay là máu, còn dịch ruột thì nó có màu vàng, trong nước tiểu thì nó màu vàng mà không có những cái chất lân cận, những chất dưỡng, những cái mà dưỡng chất, những cái dịch tiêu hóa. Còn nước tiểu thì nó là vàng hoặc là nước tiểu trong, thì nó lại là một trong những cái dịch mà chúng ta cần phải, khi mà chọc dịch ra thì chúng ta cần phải có những cái kỹ thuật nhìn, phân tích, rồi chúng ta thậm chí chúng ta ngửi cái mùi của nó, rồi màu sắc vân vân. Thì đó cũng là một, thậm chí là có người thì khi mà chọc dịch ra chúng ta không phân biệt được thì người ta mới đưa cái dịch đó vào trong cái gạt. Ví dụ như cái dịch đó mà nó lân cận màu vàng mà chưa chắc là như thế nào,
có thể bị dịch ruột hay là dịch mật vân vân, thì đó cũng là một trong những cái mà kỹ năng lâm sàng để khi mà chúng ta chọc dịch và xác định phân biệt được cái dịch này thuộc cái nhóm nào thì rất là khó khăn. Và biểu hiện toàn thân là bao giờ cũng có là dấu hiệu nhiễm trùng, biểu hiện tình trạng là sốt cao, môi khô, đĩ dơ, thở nhanh nông, hơi thở hôi, mạch nhanh, thậm chí là huyết áp có thể tụt trong các cái tình trạng còn là nhiễm độc. Nếu bệnh nhân đến trễ thì thậm chí là bệnh nhân có thể lơ mơ, nói lẩm nhảm, tay bắt chuồn chuồn, hoặc là cái nhiễm độc mà nhiều thì mạch nhanh, huyết áp tụt, thiểu niệu, vô niệu, vân vân. Và bệnh nhân biểu hiện của tình trạng đờ đẫn của một cái nét mặt, phúc mặt, nét mặt viêm phúc mặt. Về một số cái cận lâm sàng thì qua phân tích thì chúng ta có X quang siêu âm và thước máu, thì hình ảnh của X quang thường đây là một cái hình ảnh mà chúng ta thông thường hay gặp hay làm ở trong các bệnh viện, đó là chụp chụp X quang bụng không chuẩn bị. Thì khi mà chụp bụng không chuẩn bị thì các em đã học X quang rồi, tức là chúng ta phải có cái tiêu chuẩn để đọc để chụp. Nhưng mà hiện nay thì đa phần các bệnh viện thì họ chụp X quang series hay là chụp X quang kỹ thuật số, thì nó sẽ cho hình ảnh chính xác và đẹp hơn, rõ hơn. Thì đó là những cái hình ảnh viêm phúc mạc trong phim X quang là gì? Đó là hình ảnh của dịch chất bên trong xoang bụng, đó là những hình ảnh mờ trên những cái quay trong xoang bụng, trắng xóa. Trên hình ảnh như dương bản thì chúng ta thấy nó trắng xóa hay là sự tụ dịch. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy được cái dịch nó nhiều hơn, nó tăng lên, đó thì làm cho có một cái dấu hiệu nó gọi là dấu hiệu quay ruột dày. Ở đây không phải là quay ruột này nó bị viêm nhiễm mà nó dày, mà giữa hai bóng hơi của hai quay ruột, chính giữa thay vì thành ruột thì nó mỏng, nó có một cái lớp trắng thôi, khoảng chừng 2 tới 3 ly giữa hai quay ruột, nhưng mà bây giờ nó lên 5 6 ly, có nghĩa là giữa các quay ruột đó có nhiều nước, các quay ruột liền kề này có nhiều nước, và chính cái nước đó làm cho cái quay ruột chúng ta nhìn lên trên phim thì chúng ta thấy nó lớn lên, dày lên, và người ta gọi là quay ruột dày. Và rất là nhiều các cái quay ruột, là tất cả, hầu như tất cả các quay ruột khi mà viêm phúc mạc thì tất cả các quay ruột được chứng thôi. Đó là ba cái dấu hiệu mà Loren là được mô tả, và mới với mô tả này thì chúng ta có thể chẩn đoán được chung là bệnh cảnh viêm phúc mạc. Tuy nhiên đối với một số những cái nguyên nhân khác, những nguyên nhân viêm phúc mạc khác thì có thể chúng ta trên phim X quang chúng ta có thể ngoài cái dấu hiệu của viêm phúc mạc như tôi nói thì chúng ta có thể thấy được những hình ảnh mang tính chất đó là gọi là nguyên nhân dẫn đến nguyên nhân về viêm phúc mạc, ví dụ liền hơi, do thủng tiêu hóa, gan to, do áp xe gan vỡ, hay là một số những cái hình ảnh khác đó, ví dụ như là gan to trong ứ động mật, trong sỏi mật vân vân. Thì rất là nhiều những cái hình ảnh mang tính chất là gọi là dẫn đến nguyên nhân. Ngoài ra thì thứ hai nữa là siêu âm. Siêu âm thì có hơi nhìn thấy được, có dịch trong con sông bụng nhìn thấy được, và một số các hình ảnh nguyên nhân như là có hơi trong bệnh lý thủng tiêu hóa nè, hay là dịch nó nằm trên, tập trung nằm ở trên vùng thượng vị nè, trên khoang mô đi sinh nè, thì có kèm theo có hơi thì chúng ta nghĩ ngay đến những cái bệnh lý của thủng dạ dày tá tràng, hoặc là những cái ổ áp xe, áp xe gan, áp xe lách, áp xe tụy, nó vỡ ra thì chúng ta thấy những cái cơ quan đó, những tạng đó nó to lên và có dịch chất xung quanh. Hoặc là chúng ta nhìn thấy những hình ảnh túi mật to thành dày và nó giãn ra ở trong lòng nữa, có thể có sỏi hoặc là không có sỏi, nhưng khi mà túi mật to và giãn ra thì có thể nhìn thấy được ống mật chủ giãn rộng, có sỏi. Đây là một cái bệnh cảnh mình nghĩ đến một cái nhĩ nhiều đến một cái viêm phúc mạc do mật vân vân. Thì hình siêu âm thì hiện nay chúng ta cũng đã khá phổ biến, và đây là những cái dấu hiệu hay là những cái cận lâm sàng rất là hữu ích, có độ nhạy và độ đặc hiệu trong cái công tác chẩn đoán cao. Về cận lâm sàng thì chúng ta thấy đa phần là những cái bạch cầu bệnh nhân tăng, và tỷ lệ đa nhân bệnh tính tăng trên 70%, và thậm chí tăng lên 85-90%. Bạch cầu tăng rồi
cái ngoài ra thì trong xét nghiệm máu thì pH máu các ion thì thông thường á thì nó thay đổi về pH máu ion vân vân à, thì trong đó thì có thể có là cái dung dịch kiềm toan rối loạn nước và điện giải à, đó là một trong những cái mà chúng ta có thể tham khảo thêm trong bệnh cảnh viêm nước mạch này. Đây cũng là một trong những không phải là tiêu chí để chẩn đoán nhưng mà tiêu chí để mà chúng ta hồi sức trong cái bệnh cảnh của viêm nước mạch này. Ngoài ra thì ure và creatinine được tăng cao đánh giá tình trạng viêm ảnh hưởng viêm nhiễm viêm phúc mạc ảnh viêm phúc mạc thể nặng biểu hiện của cái tình trạng là thể nhiễm trùng nhiễm độc và cái nhiễm độc này nó biểu hiện qua cái thể hiện qua cái chức năng thải độc của gan của thận và đặc biệt là trong những cái viêm phúc mạc nặng huyết áp tụt không có nước tiểu dẫn đến cái tình trạng suy thận chức thận và đây cũng là một trong những cái tiêu chí về xét nghiệm để giúp cho chúng ta sử dụng trong cái điều trị hoặc là diễn biến theo dõi diễn biến hoặc là đánh giá tiên lượng bệnh nhân cũng là một trong những cái phương tiện cận lâm sàng để giúp cho chúng ta hồi sức thận thận nhân tạo vân vân thì tất cả những cái vấn đề có liên quan đến cái vai trò của hồi sức đa phần thì chúng ta thấy rằng máu công thức máu và pH máu các cái nước các cái cân bằng tiền toan điện giải vân vân à, hoặc là ure và creatinine rồi chức năng gan rồi một số các chức năng khác trong các cận lâm sàng đó thì đa phần tùy theo thể nặng hay nhẹ mà chúng ta thực hiện các cận lâm sàng này mang tính chất là theo dõi và hồi sức cho người bệnh để chẩn đoán xác định thì đau bụng bao giờ cũng có đau như hồi nãy tôi nói đó là đau trên một cái bệnh sử và sau đó chỉ có trừ cái là bệnh sử hay là tiền sử thì tùy theo có trường hợp giống như là thủng dạ dày thì nó có tiền sử nhưng mà bệnh sử thì nó không có mà xảy ra đột ngột. Tuy nhiên tất cả các viêm mặt khác đều có cái bệnh sử và cái đau nhiều tăng lên liên tục có thể co cứng giống như là một cái trong những cái thủng dạ dày hoặc là đau tăng dữ dội lên rơi vào cái tình trạng đó là đau khắp bụng hoặc là đau kèm theo đó nhiễm trùng nhiễm độc và đau bụng bao giờ là cũng là một cái dấu hiệu đau bụng tăng lên cũng là một cái dấu hiệu khởi đầu trong một cái bệnh sử của bệnh cảnh viêm phúc mạc bao giờ cũng có và cái đau bụng này là cái dấu hiệu xác định đầu tiên chắc chắn về mặt lâm sàng và khi mà khám lâm sàng thì chúng ta có thể khám để phát hiện được hai cái dấu hiệu một là co cứng thành bụng thứ hai là dấu hiệu cảm ứng phúc mạc như thầy mô tả thì bao giờ cũng có và đối với đau bụng có cứng thành bụng hoặc là cảm ứng phúc mạc kèm theo đó dấu hiệu toàn thân là một cái dấu hiệu nhiễm trùng nhiễm độc hay là một cái dấu hiệu nhiễm trùng nói chung và cái tiêu chí thứ ba để xác định chẩn đoán đó là siêu âm như nãy thầy phân tích và X quang để mà chúng ta siêu âm và X quang giúp cho chúng ta chẩn đoán viêm phúc mạc cận lâm về mặt cận lâm sàng và cũng giúp cho chúng ta chẩn đoán về nguyên nhân gây viêm phúc mạc và cái cận lâm sàng thứ ba đó là bạch cầu bao giờ nó cũng không thay đổi thường là tăng cao và đã dẫn đến tăng. Tuy nhiên là trong bài này thì vấn đề những cái chọc chỗ bụng thì nếu mà chúng ta không có phương tiện thì có thể chúng ta chọc dò. Tuy nhiên đối với những cái bệnh cảnh năm cái dấu ba cái dấu hiệu ba cái triệu chứng chính trong cái viêm phúc mạc triệu chứng lâm sàng chính trong viêm phúc mạc và ba triệu chứng cận lâm sàng giúp cho chúng ta chẩn đoán xác định được viêm phúc mạc. Đây là một số những cái vấn đề chẩn đoán nguyên nhân nãy thầy có nói phân tích rồi ví dụ như là chẩn đoán nguyên nhân của thủng dạ dày, chẩn đoán nguyên nhân của viêm phúc mạc, chẩn đoán nguyên nhân của viêm ruột thừa. Ví dụ viêm thừa thì sao? Chẩn đoán nguyên nhân đau bụng được khu trú hố trực phải và nó đau dữ dội hay đau nhiều lên tăng lên ở hố trực phải thì chúng ta nghĩ đến những cái bệnh cảnh đó là của ruột thừa chẳng hạn. Thì nói tóm lại thì trong cái bài của hôm nay chúng ta nói đến cái hội chứng viêm phúc mạc hay nói đến những dấu hiệu triệu chứng qua cái cơ sở của giải phẫu sinh lý
Đồng thời chúng ta cũng giải thích một số những cái triệu chứng dấu hiệu, những cái cách phương pháp khám và phân tích các cái lâm sàng, cận lâm sàng, để cuối cùng thì trong cái bệnh cảnh của hội chứng viêm phúc mạc thì chúng ta hiểu được nhiều hơn. Và qua khi mà chúng ta đi lâm sàng thì chúng ta sẽ xác định được các cái thể lâm sàng của viêm phúc mạc, và chúng ta phải hiểu ngay đến một cái kiến thức mang tính chất là bao hàm hết tất cả các cái bài trong cái bệnh cảnh của viêm phúc mạc, đó là những tổn thương các tạng do bệnh lý chấn thương nằm trong sông bụng. Như thầy nói, qua bốn hệ thống đó thì tất cả những cái bệnh lý của bốn các cái hệ thống cơ quan nằm trong sông bụng có thể dẫn đến bệnh cảnh viêm phúc mạc do bệnh lý hoặc là do chấn thương. Các cái dịch chất đó tràn vào trong sông bụng dẫn đến cái hội chứng viêm phúc mạc. Thì đó là một trong những cái mà kiến thức mang tính chất cơ bản bao gồm trong cái hội chứng viêm phúc mạc. Và đây là cái kiến thức chung cho mọi loại viêm phúc mạc. Còn riêng về những cái loại viêm phúc mạc hay là những cái bài riêng, bài ruột thừa, bài thủng da dày, bài sỏi mật vân vân, thì chúng ta học bài riêng, và chúng ta sẽ học những cái phần trong cái hội chứng viêm phúc mạc là chúng ta học những cái biến chứng của các bệnh lý này trong viêm phúc mạc. Và từ đó thì các em có một cái nhìn thấu hiểu hơn về viêm phúc mạc. Đó là cái vai trò của lá phúc mạc, sự nguy hiểm, những cái tiện ích của cái lá phúc mạc. Khi mà chúng ta biết nó, hiểu nó, vận dụng nó thì chúng ta sẽ có những cái chẩn đoán cũng như là trong cái công tác điều trị hay là trong cái trong cái vấn đề mà chúng ta học hôm nay, đó là vấn đề kiến thức, rồi kỹ năng, và cuối cùng thì các bạn sẽ có được những năm sau khi mà thầy nói thêm những cái phần trong điều trị thì các bạn sẽ có thêm một cái thái độ trong cái công tác khám chữa bệnh. Tức là chúng ta thực hiện một cái chương trình của chúng ta là kiến thức, kỹ năng và thái độ, đúng không? Đây là một trong những cái tiêu chí mà nhà trường đưa ra. Thì ban đầu thì bữa hôm nay các em sẽ học được cái bài hội chứng viêm phúc mạc, cũng là một trong những cái bài chung, kiến thức chung, để nói lên được rằng tôi minh chứng được với các em rằng khi mà chúng ta học những cái bài này hay là học trong chương trình của nhà trường thì chúng ta sẽ rèn luyện về kiến thức, kỹ năng và thái độ xử trí của chúng ta xuyên suốt trong quá trình học sau này. Nói tóm lại là bây giờ cũng đã hết giờ rồi, thì các bạn có ý kiến gì không?